Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2020 phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin mời quý vị và các bạn nghe bài Làng Hoa Bình Khê rộn ràng vào vụ Tết. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật và đời sống với bài Ngăn chặn hoạt động tín dụng đen. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. vừa qua đoàn kiểm tra của tỉnh ủy do đồng chí nguyễn thuận ủy viên ban thường vụ đảng ủy Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thị ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện kết luận số 45 ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18 ngày 4 tháng 9 năm 2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Qua triển khai thực hiện kết luận số 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được nâng lên rõ rệt hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông được tăng cường xác định trách nhiệm của người đứng đầu và phân công trách nhiệm của các cấp các ngành các địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông các cấp ủy chính quyền đã tích cực thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt tập trung thực hiện tốt các biện pháp giải pháp đảm bảo an toàn giao thông quan tâm đầu tư nguồn lực từ ngân sách và đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư phát triển khá đồng bộ, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai tích cực thường xuyên đã huy động được các lực lượng tham gia với nhiều giải pháp cách làm có hiệu quả, gắn với các mô hình dân vận khéo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, kết hợp với các biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm để giáo dục, nhắc nhở đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn. Từ tháng 2 năm 2019 đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 14 người, đã kiểm tra xử lý gần 13.500 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt gần 4,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 275 trường hợp, tạm giữ 62 ô tô và 204 mô tô. Trên địa bàn thị xã không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trường đoàn kiểm tra, ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện kết luận số 45 của thị xã. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, thị xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong toàn xã hội, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao văn hóa đội mũ bảo hiểm, tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực từ ngân sách và đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn, ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn, duy trì và xây dựng mới các mô hình dân vận khéo đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, các điểm lấn chiếm lòng đường vỉa hè hành lang an toàn giao thông, đảm bảo thông thoáng trật tự an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Công an thị xã huy động các lực lượng, thiết bị kỹ thuật tổ chức tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác xử lý vi phạm giao thông vào buổi tối và các giờ cao điểm, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tổ thị xã đến cơ sở cùng vào cuộc, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kết luận số 45 ngày mùng 1 tháng 2 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư. Nhằm mục tiêu góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn thị xã và tạo mọi điều kiện thuận lợi, nâng cao hơn nữa dịch vụ cấp nước cho khách hàng vừa qua tại thôn Phúc Đa, xã Tân Việt, xí nghiệp Nước Đông Triều đã tổ chức trực tiếp đến tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hồ sơ về thỏa thuận đấu nối lắp đặt cung cấp nước sạch cho 210 hộ dân trên địa bàn. Được biết Công trình đầu tư tuyến ống cấp nước cho thôn Phúc Đa, xã Tân Việt có tổng mức đầu tư khoảng trên 1,3 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 12 năm 2020, Xí nghiệp Nước Đông Triều sẽ hoàn thành việc đấu nối lắp đặt cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Đồng thời, Xí nghiệp Nước Đông Triều còn kết hợp hướng dẫn các hộ dân ở thôn Phúc Đa, xã Tân Việt cài đặt ứng dụng Zalo OA và dịch vụ tiện ích thanh toán điện tử tiền nước hàng tháng cho người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã vừa tiếp nhận số tiền 28 triệu 700 ngàn đồng của các hộ kinh doanh tại chợ Mạo Khê ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã trân trọng cảm ơn tình cảm của đông đảo tầng lớp nhân dân, tổ chức đơn vị, các nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia ủng hộ trong thời gian tới để kịp thời chia sẻ hỗ trợ tinh thần vật chất với đồng bào các tỉnh miền Trung. Được biết từ khi phát động đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã tiếp nhận số tiền trên 1 tỷ đồng do các tổ chức đơn vị nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn thị xã ủng hộ đồng bào miền Trung. Vừa qua, mắc Việt phối hợp với trường Trung học cơ sở Mạo Khê 1 tổ chức cho học sinh nhà trường học tập trải nghiệm thực tế tại bảo tàng Quảng Ninh và khu trải nghiệm hiện đại bậc nhất Việt Nam Dragon Park San thông qua quan sát tìm hiểu học tập tại bảo tàng Quảng Ninh, giúp các em học sinh của trường Trung học cơ sở Mạo Khê 1 phát triển khả năng nhận thức về văn hóa, lịch sử địa phương và kiến thức xã hội, vận dụng và phát triển các kỹ năng năng lực như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, năng lực hợp tác nhóm, kỷ luật đội ngũ nhóm thông qua các trò chơi team building, thử thách amarinz, học các kỹ năng thu thập thông tin được xây dựng trong hành trình, qua đây giúp các em học sinh xây dựng hứng thú, động cơ học tập tích cực, bồi dưỡng tư duy logic, tư duy sáng tạo. Trường mầm non Sơn Ca phường Mạo Khê vừa tổ chức chuyến tham quan trải nghiệm tại khu du lịch Quảng Ninh Ghét ở Bình Dương Đông Triều với sự tham gia của hơn 100 cán bộ giáo viên các bé khối mẫu giáo 4 đến 5 tuổi và phụ huynh nhà trường. Đến tham quan trải nghiệm tại khu du lịch Quảng Ninh Ghét, các bé của trường mầm non Sơn Ca đã được tận mắt chứng kiến không gian văn hóa của làng quê Việt Nam xưa với cây đa giếng nước ao làng chợ quê. Đến đây các bé còn được tự do vui chơi thỏa thích với các hoạt động trải nghiệm, các trò chơi thú vị. Qua đây, nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện tích hợp lấy trẻ làm trung tâm. Ngày 8 tháng 12, tại Thao Trường Bắn thuộc Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 405, quân khu 3, thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành hủy nổ thành công gần 4 tấn bom đạn, vật liệu nổ thu gom trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch số 8628 ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh về việc hủy bom đạn vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị hiệp đồng với cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị liên quan, bố trí lực lượng phương tiện vận chuyển khảo sát, bố trí địa điểm hủy nổ, tổ chức kết nối, bảo đảm lực lượng cảnh giới, thông tin liên lạc đã được thực hiện tốt. Quá trình hủy nổ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật bước hủy nổ. Do vậy, Toàn bộ số lượng bom đạn vật liệu nổ được thu gom trên địa bàn tỉnh với khối lượng gần 4 tấn đã được hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều, chương trình được phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Làng hoa bình khê rộn ràng vào vụ Tết đến thôn Quảng Màn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều và những ngày đầu tháng 12, chúng tôi cảm nhận được sự hối hả và tất bật của những người dân trồng hoa cây cảnh ở nơi đây. Những tiếng cười nói rôm xả từ ngoài đồng hòa cùng không khí lao động hang say của người dân trong tiết trời đang chuyển mùa. Những luống hoa đã đâm chồi, những gốc quất đào đang trổ nụ đơm bông được những bàn tay khéo léo của người dân tạo kiểu uốn sáng sẵn sàng cho thị trường Tết Nguyên Đán sắp tới. Dẫn chúng tôi tham quan vườn đào quất của gia đình anh Nguyễn Văn Tùng thôn Quảng Màn, xã Bình Khê chia sẻ, hiện đang là thời điểm quan trọng để chăm sóc cho cây phát triển tốt và cho ra hoa quả đúng vụ Tết. Chất lượng đào quất năm nay đang rất tốt, hoa nhiều, quả căng mọng, cây không bị xà quá và cũng không non quá nên dễ tạo được nhiều kiểu dáng. Năm nay gia đình tôi xuống khoảng 1.000 gốc quất và hơn 500 gốc đào để cung ứng ra thị trường cả đào và quất của gia đình đều đang phát triển tốt. Còn tại vườn hoa của gia đình anh Vũ Xuân Đương cũng đang được tất bật xuống sống để phục vụ cho thị trường Tết. Anh Đương chia sẻ, gia đình tôi chủ yếu chuyên về các loại hoa như ly, cúc, sơn. Từ đầu tháng 10 âm lịch, gia đình tôi và các hộ dân khác đã xuống giống cho vụ hoa Tết. Tới thời điểm này, các loại hoa đã lên mầm và cho chất lượng tốt. Tuy nhiên, năm nay gia đình cũng xuống giống hoa ít hơn so với mọi năm bởi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường có thể sẽ bị thu hẹp lại hoa xuất ra nước ngoài của các thương lái bị hạn chế, nên chúng tôi sợ ảnh hưởng tới việc thu mua. Thời điểm này, nông dân tại các làng hoa cây cảnh trên địa bàn Quảng Ninh đang hối hả chuẩn bị cho vụ Tết, thị trường tiêu thụ lớn nhất trong năm. Đáng chú ý, năm nay, cơ bản người dân, các chủ vườn đều áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác để đảm bảo mang đến những cây cảnh cây hoa đẹp xuất bán đúng thời điểm. Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp những nội dung cần góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng để lấy ý kiến nhân dân. Đối với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, đề nghị tập trung thảo luận cho ý kiến vào các vấn đề sau: đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội 12 năm 2016 những nhận định đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 đã đầy đủ, đúng sát với thực tiễn chưa. Bối cảnh quốc tế, khu vực và cơ hội, thách thức tác động đến phát triển kinh tế xã hội nước ta 5 năm tới, mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2021-2025 có bảo đảm tính bao quát và khả thi, có hai phương án chọn phương án nào? Số lượng nội dung các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội môi trường. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển nền kinh tế số, phát triển các vùng và khu kinh tế, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ phát huy giá trị văn hóa con người việt nam và sức mạnh toàn dân tộc thực hiện tiến bộ công bằng xã hội nâng cao đời sống nhân dân bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển củng cố tăng cường quốc phòng an ninh kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước về trách nhiệm của các cấp các ngành trong tổ chức thực hiện Đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12. Về công tác xây dựng Đảng, tập trung thảo luận cho ý kiến về đánh giá ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ Đại hội 13, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá về thi hành điều lệ đảng, tập trung thảo luận cho ý kiến về nhận định, đánh giá tổng quát những hạn chế vướng mắc bất cập trong thi hành điều lệ đảng. Thời gian đóng góp ý kiến bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 đến hết mùng 10 tháng 11. Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân đảng viên và nhân dân thông qua báo chí, thư từ gửi đến trung ương do ban tuyên giáo trung ương thực hiện. Chuyên mục pháp luật và đời sống. Trong chuyên mục pháp luật và đời sống tuần này, mời quý vị và các bạn nghe bài Ngăn chặn hoạt động tín dụng đen. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hai vụ bốn đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Tuy nhiên, trong công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng vay mượn tài sản để sử dụng cầm cố do vướng mắc về pháp luật, đan xen yếu tố dân sự và hình sự nên rất khó khăn trong việc xử lý thực hiện văn bản số 7693 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen để tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều có ý kiến chỉ đạo như sau: Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nội dung tại kế hoạch số 152 ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là phổ biến quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ quan đơn vị nhằm thống nhất nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, bảo vệ quyền lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng vay mượn chính đáng hợp pháp. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức thủ đoạn và tác hại của hoạt động tín dụng đen để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức doanh nghiệp, nâng cao nhận thức về pháp luật, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự để tự phòng tránh và tích cực tham gia tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen, tổ chức dọn dẹp, tháo rỡ biển hiệu băng rôn tờ rơi quảng cáo cho vay tín dụng đen không đúng quy định. Công an thị xã chủ trì tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thị xã thành lập các tổ công tác liên ngành do lực lượng công an làm nòng cốt tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ cho vay kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm, siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường quản lý kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đòi nợ kiên quyết xử lý thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở vi phạm thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra cư trú tại địa bàn cơ sở nhất là đối với số nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trên địa bàn thị xã để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen gắn với đấu tranh triệt phá các đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn tham gia hội họ triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí, quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động. Công an thị xã, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, Tòa án Nhân dân thị xã tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, góp phần răn đe và phòng ngừa chung. Chuyên mục Phòng chống dịch COVID-19 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1699 ngày 2 tháng 12 năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 văn bản số 1666 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện công văn số 01 ngày 6 tháng 11 năm 2020 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, điện khẩn số 18 ngày 3 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều yêu cầu các cấp các ngành, cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân không được lơ là chủ quan trong mọi trường hợp, phải nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1699 ngày 2 tháng 12 năm 2020. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch, tiếp tục siết chặt việc yêu cầu giám sát và xử lý nghiêm vi phạm về thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi tập trung đông người, các quán ăn uống, tập gym, nơi sinh hoạt công cộng cộng đồng. Các hoạt động sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết thì không tổ chức, trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường đôn đốc tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, trường học, cơ sở lưu trú tiến hành tự ra soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu hướng dẫn phòng chống dịch, cập nhật thường xuyên công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch COVID-19 thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế cách ly và theo dõi y tế sau cách ly đối với tất cả những người nhập cảnh giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh cách ly thường xuyên giả soát ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương tổ chức nhập cảnh trái phép các cơ sở lưu trú khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép các cơ quan đơn vị khi có tổ chức các hoạt động có tiếp xúc với người nước ngoài nhất là các nước có nguy cơ cao phải có ý kiến của cơ quan y tế Công an thị xã, đội quản lý thị trường số 7, phòng kinh tế thị xã, phòng y tế thị xã, trung tâm y tế thị xã, trung tâm y tế tan khu vực Mạo Khê, các cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra giám sát chặt chẽ về hồ sơ nguồn gốc xuất xứ đối với hàng hóa thực phẩm nhập khẩu, tăng cường thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tới các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thực phẩm, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện lấy mẫu trên bao bì thực phẩm nhập khẩu để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nếu cần thiết, phối hợp thông tin tuyên truyền biện pháp phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 qua sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở thực phẩm và cộng đồng. Các đơn vị y tế trên địa bàn luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng đi đầu, ứng phó mọi tình huống dịch bệnh, nâng cao năng lực khám điều trị, khả năng truy vết xét nghiệm nhanh, bảo đảm an toàn phòng chống dịch trên địa bàn thị xã, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong các cơ sở y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, đảm bảo vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch thường xuyên tuyên truyền kiểm tra việc tuân thủ mọi quy định đối với các cơ sở y tế tư nhân. Công an thị xã, phòng văn hóa và thông tin và Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch theo quy định tại Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và các quy định liên quan khác, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết không vi phạm phòng văn hóa và thông tin trung tâm truyền thông và văn hóa tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh ngăn chặn các thông tin tiêu cực bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân đề nghị các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể quần chúng tích cực vào cuộc vận động hội viên đoàn viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch không chủ quan lơ là trong mọi trường hợp phải nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tuyên truyền vận động nhân dân hội viên tích cực triển khai các giải pháp phòng dịch cá nhân như đeo khẩu trang sát khuẩn thủ trưởng các ban ngành cơ quan đơn vị chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường ra soát cập nhật lại các kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc bệnh covid 19 trong cộng đồng trong đó có phương án thần tốc thực hiện việc khoanh vùng hợp lý không áp dụng giãn cách tràn lan ở phạm vi rộng ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế ổn định đời sống nhân dân tất cả các cuộc họp hội nghị hội thảo yêu cầu đại biểu dự phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang kiểm tra thân nhiệt rửa tay bằng nước sát khuẩn yêu cầu các ban ngành cơ quan đơn vị trên địa bàn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác phòng chống dịch thuộc địa bàn lĩnh vực phụ trách khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Cùng cài đặt ứng dụng Bluezone. Nếu có một người bị nhiễm Covid-19, thì những người đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm trong vòng 14 ngày trước đó sẽ sớm được thông báo và được cơ quan y tế hỗ trợ sớm nhất, tránh lây lan cho người thân, gia đình và cộng đồng. Khi địa phương có trên 50% số người có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, thì sẽ dễ dàng xác minh được người có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 khi đó cơ quan y tế sẽ khoanh vùng chính xác hơn, phạm vi cách ly sẽ hợp lý hơn, không cần thiết phải cách ly hàng nghìn người như trước đây. Để tránh hiện tượng bị cách ly dầm, cách ly số lượng lớn, bảo vệ người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhà máy, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở, kinh doanh, địa điểm công cộng tăng cường vận động người lao động, người sử dụng dịch vụ, người ra vào địa điểm công cộng, cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone để không còn những kỳ nghỉ học dài bất đắc dĩ, các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học đề nghị phụ huynh học sinh và sinh viên cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone. Bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị bệnh nhân và người đến thăm khám sức khỏe cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone. Hiện nay các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đang cùng với đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở triển khai hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone tại các điểm tập trung và đến từng hộ gia đình đề nghị người dân và các hộ gia đình hãy cùng hợp tác và ủng hộ. Mỗi người dân hãy tự giác cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone cho mình và đề nghị người tiếp xúc với mình cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Đây là hành động nhỏ có ý nghĩa lớn, thiết thực góp phần hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hãy cùng nhau nâng cao thứ hạng của tỉnh nhà trên bảng xếp hạng cài đặt ứng dụng Bluezone trong cả nước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Đông Triều xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp hoặc thông tin phản ánh xin gửi về ban biên tập phát thanh Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay do Thu Trang biên tập cùng với sự tham gia của kỹ thuật viên Quang Thái, phát thanh viên Thu Trang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Trịnh Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.